Mình sẽ giới thiệu cô chú anh chị mình ngôi nhà cổ này. Ngôi nhà cổ Hậu An này nha. Dạ dạ. À, em xin cảm ơn anh chị đã đến thăm nhà. Em đại diện di tích giới thiệu đôi nét về lịch sử cũng như kiến trúc về ngôi nhà thông qua một ngôi nhà cổ được mệnh danh đẹp nhất bãi phúc của Hội An. Đây là ngôi nhà sở hữu kiến trúc độc đáo và còn lưu giữ nhiều cổ vật quý giá đấy ạ. Nơi đây cũng đã từng đại diện đến nhiều nguyên thủ quốc gia nước ta cũng như nước bạn đến thăm, và cũng là ngôi nhà đầu tiên được công nhận di tích cấp quốc gia vào năm 1990 đấy ạ. À, ngôi nhà là nơi sinh sống của 8 thế hệ con cháu họ Lê. Cụ bà đây là đời thứ 3 của ông Lê Thứ Tư, và của ông bà bên trong thì là đời thứ 5 đấy. Hiện bây giờ thì con cháu của họ là thế hệ 6, 7, 8 mà vẫn ở đây trên gác 2 và nhường hoàn toàn gian dưới để khách được tham quan. Thì để xây dựng được ngôi nhà với lối kiến trúc độc đáo như thế này, họ phải mất đến 10 năm chữ gỗ và 3 năm đục đẽo. Ngôi nhà mới được hoàn thành sau 1 năm cuối thế kỷ thứ 18. Đến đời thế hệ thứ 2, các cụ đã tên Tấn Ký để kinh doanh buôn bán hàng nông sản, và tên nhà cũng ra đời từ đó. À, khi xây dựng ngôi nhà này thì các nghệ nhân của Lòng Mộc Kim Bồng đã kết hợp ba nền văn hóa Việt, Nhật, Hoa rất điêu luyện, độc đáo, mang đậm nét văn hóa Trung Đông. Căn đầu tiên được thiết kế theo nhà ba gian. Đây là kiểu thức truyền thống xưa của người Việt, và trần nhà thì là mối âm dương. Gian phòng khách của anh chị đang ngồi đây là kiến trúc Nhật, đây ba thân nhà, năm trụ đội đi lên. Đây người ta gọi là kiến trúc trồng rừng giả thủ, tức là cột kèo trồng lên nhau, giả thủ giả như bàn tay của chúng ta. Ba thân ngang biểu trưng cho ba đường của tay và năm trụ đội là đường ngón tay. Nó giống như bốn bàn tay là đường ngón tay. Và ba thân ngang đó cũng biểu trưng cho kiếp tam tài là thiên thời, địa đời, nhân hòa, và năm trụ đội là địa hành với một ước sự an lành. Dạ. Và mỗi một con ở đây kiến trúc nước ngoài. Ồ, đẹp á, dạ. Dạ. Và điều đặc biệt của ngôi nhà này là khi xây dựng họ không sử dụng đến một chiếc đinh nào cả. Các thanh và tấm được khớp với nhau hoàn toàn bằng mộng. Dạ. Và kiến trúc nhà, dạ. Và kiến trúc là dạng hình ống. Đây là kiến trúc đặc trưng nhà của phố cổ Hội An, dài hẹp và không cửa sổ. Bên trong thì chia làm nhiều lớp nhau, nhưng mà khi chúng ta ở trong ngôi nhà thì lại không có cảm giác một nhà. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Đây là cái khoảng nơi nơi láng sáng trong số đường và nhà lớn như cả xuống. Dạ. Và như anh chị cũng biết là Hội An là vùng thấp của vùng đồng bằng miền Trung, nên năm nào cũng chịu những trận lũ. Năm 2020 ảnh nước vào nhà như thế này. Và khi nước lũ vào nhà thì tất cả đồ đạc trong nhà chỉ đừng có đặt buông gác hai. Lát nữa thì cách phải làm thế nào và mùa lũ đến người ta đánh dấu tại hàng đất. Thì trải qua gần 300 năm, hiện tại gia đình vẫn còn lưu giữ một số cổ vật ở đây anh chị. Trong cái tủ này có một chiếc chén nhỏ đây, người ta gọi là chén Khổng Tử. Chiếc chén này có từ thế kỷ thứ 16, khoảng chừng trên 400 năm, và đây là một cái duy nhất tại Việt Nam. Điều đặc biệt của chiếc chén này là dưới đáy có một cái lỗ nhỏ. Nếu như chúng ta đổ nước vào đó khoảng chừng 8 phần 10 thì nước vẫn giữ nguyên. Nhưng nếu chúng ta đổ hơn cái mức 8 phần 10 đó thì tất cả nước sẽ chảy hết hoàn toàn của chiếc lỗ. Hay quá ha. Và chiếc chén này chỉ mang một cái giá trị triết lý nhân văn. Đây là một cái trưng dung của Khổng Tử. Mong chúng ta trong cuộc sống phải luôn giữ tâm ở trạng thái trung hòa. Chiếc chén này thì được cụ bà đời thứ ba mang về đây cất giữ như một lời nhắc nhở cho con cháu. Thế hệ sau. Từ xa thì mình chỉ thấy là chữ thôi. Nhưng nếu anh chị nhìn kỹ vào đây thì mình sẽ thấy đây một nét chữ được khắc một hình con chim. Khoảng chừng 100 con chim đang bay lượn ở đây. Đúng rồi. Nếu mà mình nhìn xa là y cái chữ, mà nếu mình nhìn kỹ là thành một con chim hết luôn. Đúng rồi cô. Một cái nét là một con chim á. Quá là tuyệt vời. Trăm con chim đang bay lượn ở đây. Gọi đây là câu đối bách điểu. Câu đối bách điểu. Bách điểu. Bách là trăm điểu và chim đấy. Và đôi điểu đối này thì câu đây là bất cảm đấy, cảm đấy, cô lên cho các kinh và đây là thập văn minh nguyệt nhất lầu thương, nghĩa là mô tả vẻ đẹp ánh trăng rọi sáng vào căn nhà. Tấn Ký ngày xưa là một nhà sư gia nổi tiếng vào thời đó, và được giúp đỡ dân lành rất là nhiều, nên được các đại quan nghĩ đến thì chỉ cần phải là nhà của nhà rồi cả. Nhà này ngày xưa giàu lắm, giàu lắm trên mấy xíu thì
sau đây là một nhánh của sông Thu Bồn, sông Hoài bây giờ. Dạ. Trước đây là một cái thương cảng sầm uất tại Hội An. Dạ. Và riêng cái chỗ nhà này họ có đến hơn 20 chiếc ghe bầu giao dạ. đến bến cảng. À. Quá từ người phương cũng như người nước ngoài về giao dịch làm ăn. Dạ dạ. Và vào thời đó gia đình giàu lắm. À. Và sau hai cuộc chiến thì gia đình mất đi tất cả, không còn gì. Không còn gì. Còn ngôi nhà còn giữ lại cho đến ngày hôm nay là tài sản của họ. Dạ. À, họ nói là quá tuyệt vời ha. Dạ. Rồi giờ đi xuống dưới đúng không hả? Dạ. À. Dạ, mình vui lòng dừng chân lại đây cho em xin vài phút. Mình dạ, dạ, dạ. Lát nữa sẽ có thời gian chụp hình sau chị. Dạ, dạ. À. Để mời cái này. Mình chỉ xem dạ. Cô. Mình vui lòng chị dành thời gian của tầm vài phút nữa thôi, sau đó mình sẽ có thời gian tham quan chụp hình. Dạ, cô nghe cái này là hết ý nè cô. Dạ. Ở đây gia đình người ta có một số cái đồng xu may mắn và dạ. mỗi đồng xu ở đây thì nó đều mang một ý nghĩa đặc trưng của gia đình. Dạ. À, đây là cái đồng hoa mai kim tiền này, hoa mai thập toàn chiêu tài tam bảo chiêu tài lộc. À. Dạ. Trong công việc kinh doanh làm ăn buôn bán. Dạ. Và đồng này là gia đạo bình an. À. Là môn phú quý thọ gia đình, tiền tài sức khỏe may mắn gia đạo bình an. Dạ. Và đồng này là sức khỏe bình an hạnh phúc. À. Nếu như một bộ ba trọn vẹn như thế này người ta gọi là phúc lộc thọ đầy đủ. À. Dạ. Là cái này. Dạ. Vừa cái này lộc thọ. Cái này là bán phúc lộc. Dạ bán đấy ạ. À. Đây là nhiêu bộ? Dạ. Một bộ 280 ba cái. Dạ. Ồ, bằng đồng hả cô? Dạ bằng đồng. Bằng đồng luôn á. Dạ bằng đồng. Gia đình người ta dạ. lại làm trang trí ở đây. Dạ. Và người ta đã khai quang rồi. À. Đeo ở trong gian phòng khách phòng thờ của nhà. Con thấy người ta treo bằng thờ cô? Bằng thờ ông Địa. Phúc lộc thọ. Dạ bằng thờ ông Địa thì chỉ treo một cái thôi. Còn nếu như chị Ân chị Địa là một bộ như thế này ngay chủ gian phòng khách phòng thờ của nhà mình. Làm thấy người ta làm ăn được lắm. Dạ đúng rồi. Dạ. Gia đình người ta ở đây người ta đã làm khai quang và. Dạ. Cái gian này sao thời gian nó dạ không. Người ta treo đây bao nhiêu năm rồi chị? Có nhiều năm rồi, rất là lâu. Dây đã lâu lắm á cô. Dạ. Và chị lấy một bộ đây đúng không ạ? Dạ. Và ở đây cũng có một số đồng trên xe ô tô nữa nè. Dạ. Tại vì không có ô tô. Theo năm tuổi của mình có cái dây đeo mình bỏ bút bỏ ví tự nhiên mình lấy ngày đó. Gió được. Dạ. Đồng này thì cậu nhó xíu. Dạ. Cái này đẹp quá cô ha. Dạ bằng đồng không á. Họ tưởng quy trường. Dạ giống thiệt, giống thiệt. Cho không chỉ mà hiệp biết đó. Đây chị, những cái đồng theo năm tuổi của mình như thế này, một mặt là tượng và một mặt là có hình Phật ở đây. Đặc biệt đồng này gia đình người ta làm cái chữ Hội An rất là đặc sắc. Chỉ riêng ở đây mới có thôi. À. Có sẵn dây đeo, mình bỏ bút, bỏ ví. Cái này là không có hàng nhái phải không? Dạ, ở đây gia đình người ta họ làm bằng thủ công hết. Dạ. Cho nên là anh mua ở đây cũng vừa ủng hộ. Dạ, nói chung là không có hàng nhái, không có hàng giả mạo. Dạ, không. Dạ. Đây, phúc lộc thọ đầy đủ. Lấy đây được không? Dạ, chị ơi, ở bên ngoài tại vì hơi bị ướt, em sợ là ở trong cái mới thì chị. Dạ. Ở ngoài là hàng trưng bày thôi. Dạ. Cô mua cái này là sang năm cô phải mua ô tô nữa rồi, làm ăn được á. Nên bây giờ cô sang năm không biết có ra đây không, cô mua cái đồ treo xe luôn đi. Điện Bàn, Điện An. Ủa em ở đó luôn hả gì? Dạ, em ở đây. Em ở Hậu An luôn. An dạ. Bà nói gái Hậu An nói chuyện dễ thương quá cô ha. Ở đây, dạ. Ở đây gia đình người ta có chiếc chế Khổng Tử phiên bản copy này gia đình này. Dạ. Anh chị xem tí nè. Dạ. Không chỉ có cô anh đại gia thôi. Dạ. Anh chỉ đi theo cô anh quay phim chụp hình thôi. Mình xem chiếc chế Khổng Tử. Cái chén Khổng Tử á. Ờ, biểu diễn luôn hả? Đây ạ, dưới đây chán mình thấy cái lỗ gì ạ? Đúng rồi, có cái lỗ nha. Nhưng mà em đổ mức vào đó khoảng 80% thì nước vẫn giữ nguyên. Vẫn giữ nguyên. Đã. Nhưng mà em đổ hơn cái mức đó thì tất cả nước sẽ chảy hết hoàn toàn qua chiếc lỗ. À. Nó chảy hết hoàn toàn. Ờ. Cái chén này thì chính tay chú thế hệ thứ 6 trong gia đình, chú đã làm một cái phiên bản thủ công. À. Và chú làm để bán đấy. À. Mà gia đình mình thích thì có thể mình mua làm quà kỷ niệm vừa ủng hộ cho nhà. À. Cái chén này rất là độc. Cái này đúng rồi, cái này là hình như là của tư nhân ha. Dạ. À. À. Coi như là gia đình làm thủ công. Dạ. À, rồi đem ra đây trưng bày. Thứ nhất là trưng bày cho bà con xem. Dạ.
Thứ hai thì bà con ủng hộ. Dạ đúng rồi. Giá cả thì nói chung nó cũng rẻ. Dạ. Của gia đình mà. Đúng rồi. Và ở đây gia đình người ta có một số cái mức nước lũ nha anh chị này. À. Hàng năm năm nào cũng Hội An cũng chịu như vậy. Và cái nước sạch ở đây khi mà nước vào thì người ta dùng cái lồng rọc ở đây để di chuyển tất cả đồ đạc. À, coi như là cái lồng rọc là kéo lên trên cái lỗ đó đó. Dạ. À, ha. Quá tuyệt vời. Bây giờ thì do tham quan chụp hình anh em thì nói em lấy năm 2009, 2007, 2017 nước lên tới đâu là có cái mực tới đó nè. Rất là tuyệt vời. Bên này là cũng gian hàng này cũng bên nhà làm không á hả? À, hay quá hả. Này cổ riêng mà nhà cổ. Nhà cổ tư nhân. À. Dạ đúng rồi. Cô anh hỏi đồng đó nhiêu đồng vậy? Cái này là con cọp hả? Dạ. Cô tuổi con gì cô lấy tuổi con đó? Con cọp hả? Con hổ. Lấy cho dượng cái luôn, dượng tuổi con gì? À, nay em trúng đại gia rồi đó. Dạ đại gia rồi. Bởi nãy gặp em mà nói với anh á, xin nhanh trước anh đây mình xin nhanh trước là em đừng có nói giá 280 mà em phải nói tới dạ em phải nói 580 mà 1.800.000 đó. Bởi quên ha, thôi đợt sau đi, đợt sau nếu mà có cô anh đi nữa anh xin nhanh, anh đây mình xin nhanh trước ha. Hết. Ê, đợt sau xin nhanh nha. Đợt sau anh ra cái anh xin nhanh. Bữa dạ nào rồi. Bữa xin nhanh. Anh còn mấy bà cô đại gia nữa là mấy bà cô đại gia. Còn